Chiều 4 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về diễn biến của bão Yagi, bão số 3. Hiện tại, bão đã mạnh lên cấp 12, 13. Các dự báo của Trung tâm về quỹ đạo và mức tăng cấp của bão vẫn giữ nguyên so với các thông báo trước đây. Có thể nói là với bão số 3 thì là một cái cơn bão mà có hoàn lưu khá là mạnh. Và hiện nay thì đối với các cái khu vực trên biển, đặc biệt là phía Bắc Biển Đông thì sẽ có cái sóng rất là lớn. Khu vực mà bên rìa ngoài khoảng 5 đến 7 mét và khu vực gần tâm bão hiện nay khoảng từ 7 đến 10 mét. Và khi mà bão số 3 đạt cường độ cực đại khoảng cấp 15, 16 ấy, thì cái sóng có thể lên đến 10 cho đến 12 mét. Khi đấy là toàn bộ cái khu vực mà phần phía đông của đảo Hải Nam là có cái sóng là sẽ là lớn nhất. Gần như là với khả năng vào vịnh Bắc Bộ rất cao. Nên chúng tôi dự báo là khoảng 70-80% là bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền thì hiện nay vẫn bão còn tương đối xa. Thì chúng tôi cảnh báo trước tiên là trong khoảng ngày mùng 6, khi mà bão vẫn còn cách bờ đất liền Việt Nam khoảng 400 cho đến 500 km ấy, thì toàn bộ cái khu vực mà phần phía đông Bắc Bộ của mình là có khả năng là có xảy ra cái mưa dông ở rìa phía tây của cơn bão. Thế còn sau đấy khi mà bão vượt qua đảo Hải Nam đi vào vịnh Bắc Bộ thì từ khoảng ngày mùng 7 thì toàn bộ khu vực phía đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ là sẽ có một đợt mưa to đến rất to, kèm theo đấy là cái gió mạnh cho khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh cho đến Nghệ An, trong đấy trọng tâm là các tỉnh là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình là các khu vực mà có trọng tâm về mưa to và gió mạnh nhất. Vâng, đối với cả tàu thuyền hiện nay thì theo thống kê thì các cái khu vực mà vùng nguy hiểm trong 24/48 thì hầu như là không có các cái tàu thuyền đang hoạt động. Thế tuy nhiên thì cái số lượng tàu thuyền ở khu vực ven bờ neo đậu hoặc là hoạt động ven bờ đi về trong ngày ấy, thì vẫn còn rất là nhiều. Thì đối với các cái tàu thuyền này thì cần phải có các cái thông tin thường xuyên, cập nhật thường xuyên về vị trí, về cường độ và dự báo của bão và sẵn sàng các cái phương án tránh trú vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão đổ bộ vào bờ trong khoảng ngày mùng 7 tháng 9. Cái thời gian gần đây thì khu vực Bắc Bộ là mưa tương đối là nhiều. Đấy, và đặc biệt là khu vực Trung Du và vùng núi thì trong cái cơn bão số 3 này thì sẽ gây ra một đợt mưa to, trong tuy nhiên cái thời gian mưa thì không dài. Nó chỉ khoảng 24 đến 36 tiếng, tức khoảng 1 ngày rưỡi thôi. Thế tuy nhiên cái lượng mưa nó vẫn sẽ lớn. Và do đó cái thời gian mưa ngắn và tập trung mưa lượng lớn sẽ dẫn đến cái nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt cho các tỉnh khu vực Trung Du vùng núi. Còn đối với khu vực đồng bằng, kể cả ven biển thì cái nguy cơ cao về cái ngập úng, đặc biệt là các cái đô thị lớn thì có cái khả năng gây ngập úng, đặc biệt trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Đối với các cái cơn bão thì luôn luôn là có các cái diễn biến và cũng như là phân bố về cường mưa, về gió rất là khác nhau. Đấy, do nên là đối với cả tất cả các cơn bão thì cái chính nhất là gì, là phải theo dõi thường xuyên, bám sát các cái thông tin dự báo mới nhất. Và đặc biệt là đối với các cái trường hợp mà khi mà bão khẩn cấp, tức là chỉ còn khoảng 24-48 giờ để ứng phó, thì toàn bộ các cái công tác về ứng phó cũng phải tuân thủ chặt chẽ các cái hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cũng như là các cái ứng chỉ đạo của Ban Chỉ huy của địa phương, đảm bảo cái công tác về phòng chống, chẳng chống nhà cửa hay là di dân, hay là rà soát các cái điểm xung yếu để đảm bảo không có các cái thiệt hại đáng tiếc về người trong các tình huống thiên tai. Với cơn bão số 3 thì chúng tôi dự kiến là trong ngày mùng 5 tháng 9 là chúng tôi sẽ phát cái tin bão khẩn cấp. Và khi mà có tin bão khẩn cấp rồi thì đồng thời với đó là chúng tôi sẽ có các cái tin nhanh. Tin nhanh ở đây là tức là cập nhật về vị trí và cường độ bão liên tục hàng giờ trên website của trung tâm. Cùng với đấy là khi có bản tin bão khẩn cấp thì chúng tôi có thêm các cái thông tin chi tiết hơn về ảnh hưởng về mưa, về gió cho khu vực đất liền, về có thời gian, về lượng mưa, khu vực mưa vân vân. Thì các cái thông tin về bão khẩn cấp thì nó sẽ được chi tiết hơn và nhiều thông tin hơn so với các cái tin bão trên biển Đông. Hà Nội sẽ có mưa lớn, tập trung vào ngày 7 và 8 tháng 9. Ngày 6 tháng 9, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông bất chợt. Mưa lớn tập trung có thể gây quá tải hệ thống thoát nước. Nội thành có khả năng xảy ra ngập úng và vùng ngoại thành trũng thấp như Tốt Động, Trường Mỹ có thể xuất hiện ngập lụt. Sông Tích, sông Bùi khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 1 đến 3 mét. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Cảnh báo Thời tiết, đến khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 9, bão số 3 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông, cường độ cấp 14, giật cấp 17. Đến 7 giờ sáng, ngày 7 tháng 9, bão di chuyển với tốc độ khoảng 15-20 km trên 1 giờ, theo hướng Tây Tây Bắc và nằm trên khu vực, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Từ thực tế này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các cảng hàng không dự kiến trong khu vực bị ảnh hưởng gồm
Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân. Đối với cảng hàng không Vinh và Điện Biên khuyến cáo mưa, dông sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường. Để chủ động ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ. Đối với Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc dự báo, cảnh báo tới người dùng. Đối với các cảng hàng không, hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Yagi để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Ngoài ra, các đơn vị cần triển khai phương án phòng chống mưa bão, biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không. Các đơn vị triển khai phương án phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra và hoạt động nhanh chóng, ổn định, hàng không phục vụ nhu cầu của hành khách. Đặc biệt lưu ý tại các cảng hàng không bị ảnh hưởng như Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Vinh, Thọ Xuân, Điện Biên. Ngày 4 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công điện số 1170 gửi Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 3. Công điện nêu rõ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 16 giờ chiều ngày 3 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm bão số 3 Yagi đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo bão số 3 có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Bộ ở cường độ rất mạnh, đặc biệt tại các tỉnh thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm từ nhà trường và phụ huynh học sinh vì ngày mai, ngày 5 tháng 9, nhiều nơi trên cả nước sẽ diễn ra lễ khai giảng. Để chủ động ứng phó với bão số 3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra nghiêm túc triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lên các phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra, khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh trường lớp học ngay sau mưa, bảo đảm an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới, liên tục cập nhật thông tin tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ để tổng hợp báo cáo Chính phủ.